không nhớ rõ đã chiến đấu bao nhiêu ngày rồi. Cũng không ai biết người nào có thể tiếp tục sống sót trong một thời gian dài. Ta thậm chí không rõ mình vẫn còn sống hay chỉ là một cái xác trên chiến trường. Doanh trại Tư Đồ Đăng. Tướng quân, tham kiến tướng quân. Ngươi là thuộc hạ của Lăng tướng quân, phải? Chiến sự ở biên thành thế nào rồi? Lần này ẩn quốc đột kích biên thành, điều động đội quân gấp 3 lần quân ta. Thuộc hạ thoát chết, lặn lội đến doanh trại của tướng quân để báo tình hình quân sự. Mau báo cáo tình hình đi. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc là tướng quân đã cứu tiểu nhân. Nếu không, tiểu nhân đã xuống Hoàng Tuyền từ lâu rồi. Lăng Thiên Liệt. Ẩn quốc tấn công lâu ngày không thành nên tạo trận pháp tên bắn. Tướng quân dẫn đầu tạo trận khiên chắn phòng thủ phản công. Chủ nhân, đã điều tra xong, có thể bắt đầu rồi. Thần chú. Lẽ nào là... Hai bên giao chiến kịch liệt, Ấn quốc triệu hồi tương liễu. Tương liễu này cao hơn 10 trượng, thân dài vô cùng, giết cho quân ta tan đàn xẻ nghé.
Thần chú. Lăng tướng quân, ngài không sao chứ? Mau về Dương Thành tìm muội muội của ta, Lăng Toàn Cơ. Đi mau, đi mau. Tìm người đó.
thanh long, dị tinh chiến giáp. Lăng tướng quân anh hùng trượng nghĩa, Tư Đồ Đằng vô cùng khâm phục. Chọn một con ngựa tốt, lập tức trở về Dương Thành. Tuyệt đối đừng phụ sự ủy thác của tướng quân. Tuân lệnh. Thua rồi, không đánh nữa. Thủ lĩnh, cô ra tay mạnh quá. Trên chiến trường kẻ địch sẽ nương tay với ngươi sao? Tiếp tục tập luyện. Thủ lĩnh, luyện suốt mấy canh giờ rồi. Cô xem, các huynh đệ chắc chắn là vừa đói vừa mệt. Ta thấy là ngươi mệt thì có. Thiên Thiên, thủ lĩnh, Điện Long Vũ triệu tập gấp, nói là biên thành truyền tình hình chiến sự đến. Biên thành báo thất thủ, phải mau chóng cử binh đến giữ dậy thành. Dớ dẫn, lần tướng quân hy sinh, thanh long không rõ tung tích, chắc chắn là bại trận rồi. Thượng nhân đại nhân nói vậy là có ý gì? Ý gì là sao? Không thắng trận thì ác phải cầu hòa. Thượng nhân đại nhân nói vậy, bây giờ ngài là thuyết khách của Ấn Quốc rồi sao? Ngươi ngậm máu phun người, nói nhiều vô ích. Ngày mai tham kiến long chủ anh minh sẽ tự phán quyết. Đi. Lăng tướng quân, Tư Đồ Đăng kính giết, biên thành đã bại trận. Lăng Thiên Liệt tướng quân và hầu hết quân lính đều đã hy sinh. Mạc tướng đã dẫn quân đến biên thành. Quân địch hùng mạnh, lại có quái vật giúp sức. Mạc tướng biết sẽ không địch lại, nhưng vẫn quyết cố gắng hết sức đợi quân tiếp viện. Ông chủ, thêm một bát nữa. Tham kiến Lăng tướng quân. Lăng đại nhân, ta là thuộc hạ của Lăng tướng quân ở biên thành, là tướng quân bảo ta đến tìm cô. Đi theo ta. Cởi y phục ra. Lăng Toàn Cơ, cung nghênh thanh long giá đáo. Đây là gì vậy? Nó không cắn ta đấy chứ? Sao không thấy đâu nữa? Sao lại vào trong rồi? Rốt cuộc đây là gì thế? Đây là thần chú bảo vệ của Long Quốc chúng ta, thanh long. Đây là thanh long ư? Chứ còn gì nữa? Xem ra thanh long đã bị trọng thương, nên tái sinh trong hình hài mới. Huynh trưởng bất đắc dĩ, nên mới tạm thời gửi nó vào cơ thể của ngươi. Đồng thời, ngươi cũng sẽ có được sức mạnh của thanh long. Có nghĩa bây giờ ta rất lợi hại phải không? Nhưng nó để hút máu của ngươi, sống cộng sinh với ngươi.
Chẳng trách bây giờ ta ăn khỏe như thế. Hơn nữa, cảm giác cơ thể cứ lạ lạ. Vậy cô mau lấy nó ra đi, ta không có nhiều máu để nó hút đâu. Vô dụng. Được Thanh Long chọn là chuyện vô cùng vinh hạnh. Cái động này sâu quá. Ban đầu khi sáng thế, thế gian liên tục xuất hiện nhiều dị thú, hình dáng khác nhau, sức mạnh cao cường. Người phàm thờ cúng chúng như thần, dựa vào thần lực của dị thú, con người cũng hình thành nên những thế lực riêng. Long quốc chúng ta thờ cúng Thanh Long, còn Lân gia là ký chủ được Thanh Long lựa chọn. Sức mạnh Thanh Long ở gia tộc bọn ta truyền từ đời này sang đời khác. Muốn có được sức mạnh của dị thú thì ký chủ phải gắn kết với nó. Thanh Long có sức mạnh tái thiết rất đáng gờm. Tương truyền rằng nếu sức mạnh của Thanh Long vận dụng đến cảnh giới cao nhất sẽ hồi triệu được Thanh Long chiến giáp, tương liệu khát máu, có sức mạnh hủy diệt nuốt chửng mọi thứ. Vậy nên chúng là kẻ địch suốt hàng nghìn năm nay. Long quốc và Ẩn quốc vì vậy mà chiến tranh liên miên. Cho đến hàng chục năm trước, tổ tiên của ta phải trả giá đắt mới thắng được ký chủ của tương liễu, mới khiến Ấn quốc khuất phục. Không ngờ tới ngày nay chúng lại trở lại xâm lược. Đây rốt cuộc là đâu vậy? Đây là nơi Thanh Long ra đời. Cô nói nhiều như vậy, rốt cuộc phải làm sao để nó ra khỏi người ta? Đây là đá Thanh Long, có một phần sức mạnh Thanh Long, có lẽ có thể dụ Thanh Long ra. Chuyện gì thế này? Rốt cuộc có được không vậy? Có khi nào nó bám dính vào ta không? Cô mau nghĩ cách đi, ta không muốn bị nó hút cạn máu đâu. Người chắc chứ? Chắc chắn. Này, cô làm gì vậy? Giết người xong có lẽ Thanh Long sẽ chọn ký chủ mới. Nếu cô giết ta rồi mà Thanh Long vẫn không chọn cô thì sao? Thôi, vẫn để ta nuôi thay cô vậy. Ngoan ngoãn ở đây, ta sẽ cử người canh chừng ngươi. Không có tâm huyết của Lăng gia thì ngươi sẽ sớm bị nó hút cạn thôi. Xin lỗi, chưa thành thạo nên làm ngày đau rồi. Thanh Long có chia được cái không? Đùa thôi. Thần thú đại nhân, sao lúc đầu ngài lại chọn ta vậy? Đừng vậy mà, làm ta ngại quá. À, được rồi, được rồi. Ta biết ta rất đặc biệt, phong độ xuất chúng. Đổi chủ đề khác đi. Rốt cuộc ngài có đánh thắng quái vật nhiều đầu kia không? Là sao? Ngài nói rõ ràng đi. Đánh thắng được không? Tham kiến Long chủ. Đứng dậy cả đi. Tạ ơn Long chủ. Long chủ, Lăng tướng quân không đánh bại được quân địch, Di thần cho rằng tạm thời tránh xung đột mới là thượng sách. Tạm thời tránh xung đột, ý ngươi là cầu hòa sao? Bẩm Long chủ, hàng chục năm trước Ẩn quốc bại trận, cúi đầu quy phục.
Bây giờ xem ra bọn chúng không hề tâm phục khẩu phục. Giờ đây Lăng đại nhân bại trận, bọn chúng càng không kiên nể. Long chủ, thần cho rằng rất khó cầu hòa. Lẽ nào Trương đại nhân có cách tốt hơn sao? Bẩm Long chủ, trước giờ nước ta có quan hệ tốt với nước Bắc Hành, thần bằng lòng làm sứ giả đến xin tiếp diện. Nực cười, ta thấy Trương đại nhân muốn trốn sang nước khác lánh nạn thì đúng hơn. Long chủ, giờ đây các nước đều nhòm ngó lẫn nhau, cầu xin tiếp diện không khác nào dẫn sói vào nhà. Giải lại cầu hòa chỉ nói suông thì rất khó. Nhiệm vụ cấp bách trước mắt là rút quân ở tiền tuyến để bày tỏ thành ý tuyệt đối. Địch tiến một bước, ta lùi một bước. Nếu quân địch tấn công đến Dương Thành thì Thượng Long đại nhân định lùi đến đâu? Tham kiến Long chủ, đứng dậy đi. Lăng tướng quân mất mạng, Thành Long thì mất tích. Đã không thắng được thì còn cách nào nữa? Huynh trưởng của ta tuy đã hy sinh, nhưng Thành Long không hề mất tích. Trận chiến biên thành khiến Thành Long bị trọng thương, nên bất đắc dĩ phải chọn ký chủ mới. Ồ, vậy ký chủ là ai? Là thuộc hạ của huynh trưởng, một quân lính ở biên thành. Từ xưa đến nay chỉ có người Lăng gia có thể chế ngự sức mạnh của Thanh Long. Chỉ một tên lính quèn thì có bản lĩnh gì để chống lại Tương Liễu? Gửi gắm an nguy quốc gia lên một tên lính quèn, đúng là quan đường. Long chủ, chỉ cần Thanh Long vẫn còn thì vẫn có một tia hy vọng. Thần bằng lòng đưa người này ra chiến trường. Trên đường thần sẽ truyền cho người này thuật ngự long của Lăng gia, có thần ở cạnh trợ giúp, chưa chắc không thể đấu một trận. Long chủ, Thanh Long vẫn còn, thần tán đồng ý kiến của Lăng đại nhân. Thần tán thành, thần tán thành, thần tán thành. Được, ta lệnh ngươi hôm nay khởi hành, ban cho ngươi lệnh bày điều binh, binh lính tiền phương do ngươi chỉ huy. Rõ. Long chủ, không thể được. Mỗi đời Lăng gia kế thừa đều phải được huấn luyện nghiêm khắc từ nhỏ. Chỉ huấn luyện trong mấy ngày chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Mong Long chủ cân nhắc. Im ngay. Long quốc ta thà diệt vong chứ quyết không hèn. Sau này kẻ nào còn dám nói bậy xin cầu hòa thì chém không tha. Long chủ bớt giận. Cung tiễn Long chủ. Chuẩn bị lên đường. Lên đường. Đi đâu? Tiền tuyến Dệ Thành. Đến đó làm gì? Đánh trận. Ồ, vậy đường xá xa xôi, trong người ta lại có Thanh Long, nhất định phải ăn ngon. Hơn nữa còn ăn nhiều, chúng ta phải chuẩn bị kỹ càng. Màn thầu, bánh nướng, bánh bao, đậu phụ khô. Đại nhân quả nhiên chu đáo, xử lý mọi chuyện thỏa đáng như vậy. Nhưng mà ta đi cả ngày đêm để chạy về báo tin, còn chưa được nghỉ ngơi tử tế nữa. Tỉnh táo chưa? Tỉnh táo rồi, lên đường thôi. Tự cầm đồ của mình. Hạng đại ca, tiểu đệ là Lộc Tam, mong huynh chiếu cố. Thủ lĩnh, hộ tống tên này đến Dệ Thành không cần đem theo nhiều người sao? Ta thấy có gì không ổn. Hơn nữa, đông người khoa trương, không tiện hành động. Hạng đại ca, huynh có khác không? Không khác. Vậy huynh đói không? Không đói. Huynh đói thì cứ nói với ta, đừng ngại. Đừng nói chuyện với ta. Hạng đại ca, huynh kể ta nghe chuyện của huynh và Thanh Long đại nhân đi. Đúng rồi Hạng đại ca, Thanh Long ở trong người huynh thì thấy thế nào? Đau không? Đừng làm phiền ta.
Ta đã giúp các ngươi công phá biên thành rồi. Lăng Thiên Liệt cũng chết rồi. Các ngươi còn muốn thế nào nữa? Thanh Long đã đổi ký chủ rồi, là một tên lính quèn. Nhưng muội muội của Lăng Thiên Liệt cũng ở cạnh hắn. Bọn họ đã xuất phát đến Vệ Thành. Ta đã nói hết những gì ta biết rồi. Ồ, còn nữa, người ở đó đều chết hết rồi. Lăng tướng quân hy sinh nơi chiến trường, thủ lĩnh chắc chắn rất buồn. Ngài ấy là người thân duy nhất của cô ấy trên đời này mà. Hạng đại ca, uống miếng nước đi. Hạng đại ca, thứ trên người huynh cho ta xem thử đi. Không được, triệu hồi Thanh Long tốn sức lực lắm. Đến lúc đó người đối phó Tương Liễu à? Ồ, đợi đã. Quỳnh nói đi, người muốn xem thật à? Muốn, nằm mơ cũng muốn xem. Thật ra ta tốn chút sức lực cũng không sao, chẳng qua hôm nay phải cầm hơi nhiều đồ. Có ta đây, việc nặng, việc khổ, việc bẩn, việc mệt, sau này việc của Hạng đại ca cứ giao hết cho ta. Ừ, hiểu chuyện đấy. Vậy cái này. Ôi, cử động kìa. Thủ lĩnh, qua đây học khẩu quyết, không học được thì đêm nay đừng ngủ. Chuẩn bị. Bắn tên. Nền tảng cũng không tệ. Bây giờ ta dạy ngươi một vài thuật sĩ vận dụng sức mạnh của Thanh Long. Lại nữa ư? Ngồi xuống, nhắm mắt. Thanh Long có sức mạnh tái thiết đáng gờm. Sức mạnh của nó có thể tùy theo ý chí của ký chủ biến những vật chất bình thường thành bất cứ vũ khí lợi hại nào, tấn công phòng thủ cùng lúc, tiến lùi như ý. Lúc trước ngươi cũng từng thấy huynh trưởng của ta dùng thuật vận dụng Thanh Long, nhưng ngươi phải lợi hại hơn huynh ấy thì mới có cơ hội đánh bại Tương Liễu. Không phải chứ, sao có thể được? Nhắm mắt lại, nín thở tập trung. Mắt thấy chưa chắc đã đúng, hai tay tập trung nghe xung quanh, bỏ qua tạp niệm, cảm nhận mọi vật chất ở xung quanh, để ý thức của mình hòa làm một với Thanh Long.
thành công rồi. Sao lại mất rồi? Lại lần nữa. Thiên Nhi, con nhớ kỹ, thời kỳ loạn lạc đừng trổ tài, cố gắng sống tiếp. Ở bên kia, đuổi theo. Sao vậy? Không sao, ngươi đã làm rất tốt rồi. Về nghỉ ngơi sớm đi. Đi bên này. Tướng quân, tướng quân, đóng cửa thành. Người đưa người dẫn bách tính trong thành an toàn rời đi. Ra lệnh cho quân lính bảo vệ thành chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mạc tướng tuân lệnh. Đi đường chính thì quá lộ liễu, chúng ta rất dễ bị phát hiện. Bên này có một con đường núi, chúng ta có thể đi đường tắt. Để cho an toàn thì chúng ta bỏ ngựa đi bộ lên núi. Không ai hỏi ý kiến của ta sao? Lần này chúng ta đến tiền tuyến, người có biết nguy hiểm thế nào không? Tường liễu kia còn cao hơn tường thành, răng của nó còn to hơn cả người, đáng sợ lắm. Vậy nên ngươi khuyên thủ lĩnh của ngươi, chúng ta không phải đối thủ của nó đâu, không thể bỏ mạng vô ích được. Từ nhỏ ta đã đi theo thủ lĩnh rồi, cô ấy đi đâu thì ta theo đến đó. Cô ấy nhất định có cách của mình. Không sao đâu Hạng đại ca, thủ lĩnh của ta lợi hại lắm. Không sao đâu, đi thôi. Ngươi làm gì thế? Bọn họ cứ muốn đi nộp mạng, ta cũng khuyên nhủ rồi, nhưng bọn họ cứ xem thường cái chết, nói cũng không nghe. Ăn hiếp lão đệ của ta, Hạng đại ca. Hạng đại ca, Hạng đại ca, ta biết ngay là sẽ thế này mà. Không sao chứ, mau đưa huynh ấy đi. Nhưng nếu huynh ấy chết thì không còn hy vọng nữa đâu. Đi mau. Được, vậy chúng ta hẹn nhau ở trạm dịch bến Kính Hồ. Thiên Thiên, cẩn thận, những người này rất kỳ lạ, đừng hiếu chiến. Đi. Hạng Thiên, Hạng Thiên, Hạng Thiên, Hạng Thiên. Mẹ,
Thiên Thiên, bên cô cũng không thấy à? Liệu có phải họ vẫn chưa đến không? Vậy chúng ta tạm thời dừng chân ở đây, đợi hai người họ. Ừ. Vết thương của ngươi thế nào rồi? Khỏi hẳn rồi, chẳng đau chút nào nữa. Ơ, Thiên Thiên và Lộc Tam đâu? Lúc đó tình hình khẩn cấp, ta đưa người đi trước, chúng ta tìm chỗ gặp nhau. Tiêu rồi, Lộc lão đệ của ta lúc nào cũng ngây ngô, để không xảy ra chuyện gì chứ. Chúng ta mau đi tìm họ thôi. Đi thôi, ta tự đi được. Sao thế? Nếu ngươi còn bỏ chạy. Yên tâm đi, nếu ta lại bỏ chạy thì cô cứ chém xoạt xoạt. Được rồi, đi thôi. Đi. Là chỗ này ư? Ta thấy không giống như có người ở đây. Cô không nhớ nhầm đấy chứ? Ra đi. Thủ lĩnh. Ôi, Lộc Tam huynh đệ, ngươi làm ta lo lắm đấy. May mà ngươi không sao. Thủ lĩnh, Hạng đại ca, vết thương của huynh không sao chứ? Không sao, ta nhảy nhót được như thường rồi. Hạng đại ca, lúc trước may mà có huynh. Ơn cứu mạng này cả đời không quên. Có gì to tát đâu, lần sau ngươi chắn thay ta là được rồi. Ấy, được rồi, đi thôi. Sao thế? Không sao, lỡ da vào cột thôi. Không ngủ được chứ gì? Theo ta ra ngoài tập luyện. Không phải chứ? Da vào cái cột nào vậy? Người đoán xem. Vẫn không được. Ngươi phải hòa làm một với Thanh Long mới được. Cô nói thì dễ lắm. Không nhớ không ta, không thị không phi, như mộc như xuân, lòng không sợ hãi. Không biết tại sao, ta cứ không hiểu được thần chú này. Cảm thấy có gì đó kỳ kỳ. Ngươi thử nói mấy chữ cuối cùng rồi đọc xem. Ta là đồ ngốc.
Nếu ngươi lừa ta thì sao? Ngươi có ý đồ xấu thì sao? Đúng là phụ nữ. Cô xem, với tốc độ tiến bộ võ công của ta hiện tại, nếu đi ứng chiến thì chẳng phải hy sinh vô ích sao? Vậy ngươi nói xem phải làm sao? Cô nghĩ xem, đến thuộc hạ của đế tông mà ta cũng không đánh lại, chứ đừng nói là con quái vật khổng lồ kia. Giả lại, thành long là cách duy nhất để đối phó Tương Liễu. Nếu chúng ta chết thì chẳng phải thành tội nhân thiên cổ sao? Có câu, sống trên rừng không sợ thiếu củi đốt, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Vì vậy ta nghĩ chúng ta nên tìm một nơi an toàn, tu luyện thêm khoảng 1 năm nữa rồi tìm nó trả thù sao? Cô thấy sao? Good. Được thôi. Ta thấy quá yên tĩnh. Cẩn thận. Giao sức mạnh của thanh long ra, ta để các ngươi được chết nhẹ nhàng. Ta không đợi được nữa rồi, ra tay đi. Mau đi lấy đá thanh long. Thần chú. Mau về Dương Thành, tìm muội muội của ta, Lăng Toàn Cơ. Không thị không phi, không nhớ không ta. Thần chú. Mẹ. Thần chú. Lộc Tam, Lộc Tam. Hạng đại ca. Sau này ta không thể bảo vệ huynh nữa rồi. Lộc Tam. Lộc Tam. Lộc Tam.
Hạng Thiên, Hạng Thiên, Hạng Thiên. Chết rồi, chết hết rồi. Đi, chúng ta đến nơi không người, rời khỏi nơi này. Người đang nói gì vậy? Họ chết để bảo vệ chúng ta, ta không thể để họ hy sinh vô ích được. Chúng ta phải sống thật tốt, đây cũng là điều họ hy vọng. Người biết không, tất cả mọi người đều gửi gắm hy vọng ở ngươi. Ngươi làm vậy có xứng đáng với họ không? Có xứng đáng với người trong thiên hạ không? Người trong thiên hạ, người trong thiên hạ thì liên quan gì đến ta? Ta từng tận mắt nhìn cha mẹ ta chết trước mặt ta. Người trong thiên hạ ở đâu? Bây giờ lại vì người trong thiên hạ mà cô nói, ta lại tận mắt nhìn bạn bè của ta chết trước mặt ta. Người trong thiên hạ lại ở đâu? Ta không thể lựa chọn cách ta sinh ra, nhưng ta có thể lựa chọn cách ta chết đi. Trả thù cho huynh trưởng của cô cũng được, vì vinh quang gia tộc của cô cũng chẳng sao. Đây là chuyện của cô, liên quan gì đến ta? Lộc Tam và Thiên Thiên đều vì cô, chứ không phải vì người trong thiên hạ mà cô nói. Toàn Cơ, bây giờ ngươi không nợ ta nữa rồi. Chủ nhân, Lăng Toàn Cơ mượn sức mạnh của Đá Thiên Long, Thất Trọng và Phi Độ đều không thể quay về. Vậy ta còn cần ngươi làm gì? Xem ra đá tương liễu chỉ ở trong tay ta thì mới có tác dụng. Xung quyên đất này là đồ chơi duy nhất mà lúc nhỏ huynh trưởng tặng ta. Từ bé đến lớn, tuy ta là nữ nhi, nhưng vì là người kế thừa Thanh Long, từ nhỏ đã được huấn luyện nghiêm khắc. Vì vinh quang và trách nhiệm của Lăng gia, ta nhất định phải sẵn sàng hy sinh mọi thứ bất cứ lúc nào. Ta cũng không biết làm vậy là đúng hay sai, nhưng trước giờ ta đều sống như vậy. Hàng trăm năm nay, Lăng gia ta đều sở hữu sức mạnh Thanh Long đáng gờm. Bọn ta tự cho rằng phải mở rộng biên cương cho quốc gia, có thể đã làm trái ý chí của Thanh Long từ lâu. Ngươi nói không sai, Thanh Long chọn ngươi không có nghĩa ngươi phải gánh vác gì cả. Tất cả đều là chấp niệm của ta. Ngươi có sự lựa chọn của ngươi. Ồ, đúng rồi,
Nếu không đánh trận thì ngươi sẽ làm gì? Làm gì? Bắc Nguyên quốc băng giá vô tận, Nam Dực quốc núi cao trời rộng, cộng thêm ngân hà trải dài không phân ngày đêm của Tây Hổ quốc. Ban ngày ngắm non sông tươi đẹp, coi đất là giường, coi trời là chiếu, muốn đi đâu thì đi, muốn ăn gì thì ăn, muốn làm gì thì làm, tự do biết bao. Đây sẽ là cảm giác như thế nào nhỉ? Có cơ hội thì đưa cô đi cùng. Được thôi. Nhìn kia, you
Muốn đánh thì đánh với ta đi. Sao ngươi lại đến đây? Chuyện ta hứa với cô còn chưa làm mà. Đương nhiên phải xử lý tên trước mặt này rồi mới đi. Món đồ này cô tự bảo quản đi. Cẩn thận. Tìm cơ hội đi đi. Khi nãy ngươi quả thực khiến ta bất ngờ. Thả cô ấy ra. Không cần nóng vội. Thả cô ấy ra. Các ngươi sẽ được sớm đoàn tụ thôi. Ta sẽ để càng nhiều người chết cùng ngươi. Thần chú.
đến tên ta cũng sắp quên rồi. Tên ta là Thanh Long. Ta là thuộc hạ của Lăng tướng quân ở biên thành, là tướng quân bảo ta đến tìm cô. Tối qua là cô luôn chăm sóc cho ta sao? Chứ còn ai nữa? Nếu ngươi lừa ta thì sao? Ngươi có ý đồ xấu thì sao? Thì cô cứ chém xoạt xoạt. Nếu không đánh trận thì ngươi sẽ làm gì? Tương Liễu nắm giữ sức mạnh quỷ diệt. Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sức mạnh quỷ diệt thật sự. Đi mau, tuyệt đối đừng phụ sự ủy thác của tướng quân. Là người bảo vệ Long Quốc suốt nhiều đời, hy sinh cho đức tin là sứ mệnh của mỗi đời Thanh Long. Ta từng rất nghi hoặc về những điều này, thế nhưng cho đến hôm nay ta mới hiểu bậc tiền bối đang bảo vệ thứ gì, vì đâu mà chiến đấu. Thanh Long dị tinh chiến giáp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.